Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh CDT News. Rất vui vì ngày hôm nay được gặp lại tất cả các bạn vào video lần này. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tin uống theo cách này nước dừa thành thuốc độc. Nước dừa rất bổ dưỡng, nhưng nếu uống nước dừa sai cách hoặc với một số người có bệnh lại có thể dẫn đến những nguy hại nghiêm trọng cho sức khỏe. Nước dừa vẫn được coi là thứ nước uống cao cấp, không chỉ trong sạch vô trùng mà lại ngon ngọt, mát mẻ. Tuy nhiên, nếu không biết cách uống thì nước dừa lại rất có hại cho sức khỏe, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Đặc biệt, trước cuộc thi đấu thể dục thể thao, nếu uống nước dừa quá nhiều sẽ làm cho tay chân rũ nước, giảm sức dẻo dai và phản xạ nhanh lẹ cần thiết. Những người có thể tàn thuộc âm như da xanh tái, bắp thịt mềm nhão, mát, tay chân lạnh, ăn uống chậm tiêu, ăn ít, ít khát nước, thích uống ấm, dễ bị tiêu chảy, phân mềm, người nặng, bại hoại, chậm chạp, thì không nên dùng nước dừa. Không nên uống vào buổi tối. Buổi tối là thời điểm cơ thể bạn cần được thư giãn, nghỉ ngơi sau một ngày hoạt động mệt mỏi. Nếu bạn uống nước dừa vào buổi tối, dễ khiến cơ thể bị lạnh, đặc biệt là uống chung với nước đá. Ba yếu tố âm cộng lại, nước dừa, nước đá ban đêm khiến bạn dễ bị bệnh. Không nên uống nước dừa thường xuyên. Không nên uống quá 1 đến 2 quả dừa mỗi ngày và cũng không nên uống thường xuyên vì có thể gây thừa cân. Uống 2 quả dừa là bạn đã nạp 140 calor và bằng nửa bát cơm, bạn sẽ phải đi bộ 45 phút hoặc đạp xe 20 phút để đốt cháy số năng lượng này. Vì thế, nếu đang thừa cân hoặc béo phì, bạn nên giảm calor ở những món khác khi đã uống nước dừa. Uống nước dừa sau khi đi nắng dễ bị bệnh. Theo kinh nghiệm dân gian, nước dừa không phải loại nước có thể dùng để uống khi đi nắng về vì dễ gây trúng gió. Các triệu chứng thường gặp trong trường hợp này đó là ớn lạnh, đầy bụng, hâm hấp sốt, thậm chí sốt cao, đặc biệt nếu vừa thi đấu thể thao hoặc làm những công việc nặng nhọc, mất sức, không nên vội vã uống nước dừa vì sẽ làm cho chân tay buồn rũ, giảm sức dẻo dai và phản xạ nhanh nhẹn. Nếu có dùng, cần phải uống từ từ từng chút một. Trẻ 6 tháng trở lên mới được uống nước dừa. Mặc dù nước dừa có nhiều công dụng tốt cho em bé, tuy nhiên do hệ tiêu hóa của bé còn non nớt nên trẻ trên 6 tháng tuổi mới được uống nước dừa, bắt đầu từ số lượng nhỏ sau đó tăng lên dần. Tuyệt đối không cho bé uống quá nhiều và quá nhanh, trẻ dễ bị đầy hơi, khó tiêu và không tốt hệ tiêu hóa của bé. Phụ nữ mới mang thai không nên uống nước dừa. Thông thường, phụ nữ mang bầu thích uống nước dừa để con trắng trẻo, nhưng thực tế nước dừa chứa nhiều chất béo nên khó tiêu hóa, sẽ làm trầm trọng thêm các triệu chứng ốm nghén của phụ nữ có thai 3 tháng đầu. Thêm vào đó, nước dừa, nhất là dừa xiêm thuộc âm, tức là có tính giải nhiệt, làm mát, làm mềm yếu gân cơ, hạ huyết áp, vì vậy nó không tốt cho mẹ bầu những tháng đầu, có thể gây sảy thai. Tuy nhiên, sau 3 tháng đầu, bà bầu có thể thoải mái uống nước dừa và loại nước này còn được coi là đồ uống rất bổ dưỡng. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nhấn nút like và subscribe để đón xem những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào lần sau.